Chương 388. Bắt cóc. Lúc này máy bay đột nhiên ổn định lại khiến mọi người kinh ngạc. Máy bay chậm rãi bay lên. Không biết kẻ cướp khống chế máy bay hay phi công khống chế kẻ cướp. Khinh Tuyết chậm rãi muốn thở phào. Cô không sợ chết nhưng chết vô danh ở đây cô không hề muốn. Máy bay dần dần chậm lại, mọi người dần bình tĩnh. Dù sao lúc bọn cướp đã nói là không lấy mạng bọn họ. Lúc này một gã đàn ông để râu đi ra, trong tay cầm khẩu súng tự động HK MP5. Gã chào hỏi hai gã chĩa súng trường về hành khách mới là đi dọc lối đi. Mỗi khi thấy có phụ nữ trẻ, gã luôn luôn gật đầu, mắt lộ vui mừng và tán thưởng. Kinh Tuyết lòng thấp thỏm, đang muốn tìm thứ gì che mặt, tên râu kia là đứng trước mặt cô. Thật lâu sau cũng không nghe thấy gã đàn ông này nói gì, Kinh Tuyết theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Gã đàn ông để râu hai mắt nhìn cô chăm chú, dường như gã đang nhìn một món ăn ngon. Thậm chí khóe miệng gã chảy nước miếng mà gã không biết. Ồ, người đẹp hoa hạ, thật khá. Cô, đi ra đây. Gã để râu cầm súng tự động trong tay, sau đó chỉ vào Khinh Tuyết. Linh Khinh Tuyết run rẩy. Cô biết xong rồi, gã này là người Nhật Bản, vô cùng háo sắc. Nhìn thấy cô lập tức không buông tha, Khinh Tuyết vội vàng nghĩ cách. Không cách nào thoát được khỏi tên này. Hai gã đàn ông chĩa súng vào hành khách cũng nói bồ lồ, hóa ra đều là người Nhật. Là người Nhật, Khinh Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới người phụ nữ trung niên bên cạnh, liền tóm lấy tay cô ta nói: "Không phải cô nói sẽ đưa tôi sang Mỹ sao? Nếu tôi bị người Nhật này mang đi, làm sao đến Mỹ được? Cô không bảo vệ được tôi thì tên thiếu gia họ Viễn kia rất tức giận." Khinh Tuyết bị ép tới nước chết, nhưng mà dù chết cục cũng là muốn phải lôi theo người mà Viễn Kỳ Bần đưa tới chôn cùng. Dù không giết được Viễn Kỳ Bần, giết thủ hạ của y cũng tốt. Quả nhiên người phụ nữ trung niên thấy động tác Khinh Tuyết, sắc mặt lập tức tái nhợt, luôn miệng nói: "Không liên quan tới tôi, tôi không quen biết cô ta, buông tôi ra." Dù cô có nói gì, gã đẩy râu dưới mũ cũng không kiên nhẫn được, hất người phụ nữ trung niên sang một bên, nâng súng tự động băng băng mấy tiếng. Người phụ nữ trung niên sớm nằm trong vũng máu không hề động đậy. "Phụ nữ là quý giá nhất đối với bọn tôi, không ngờ tôi cũng đã giết người. Nếu cô còn nề mê thì đừng trách tôi không khách khí, người đẹp hoa hạ." Gã để râu này sau khi giết người phụ nữ trung niên kia, dí súng vào Khinh Tuyết, nói ra không ngờ là nói được tiếng hoa hạ, tuy rằng không rõ nhưng phát âm khá chuẩn. Khinh Tuyết vốn muốn lấy khẩu súng lục trong tay người phụ nữ trung niên, nhưng nhìn cô ta ngã trên đất cô cảm thấy buồn lôn. Không ngờ chưa tìm được người phụ nữ kia giấu súng ở đâu, lại bị gã người Nhật này dùng súng tự động uy hiếp. Cô đành đứng lên đi về phía đuôi máy bay. Đuôi máy bay có hai gã Nhật đang cầm súng. Lúc này có thể thấy rằng có cả một bọn cướp máy bay, nhưng Khinh Tuyết cũng không để ý. Cô ta chỉ muốn tìm cách nào để bảo vệ sự trong sạch của mình. Hai gã đứng đuôi máy bay thấy gã để râu dưới mũi cũng là cùng lúc xoay người gật đầu một cái, xem ra gã này địa vị cao hơn trong bọn cướp. Gã để râu đá vòng một cánh cửa cabin, dùng sú chỉ Khinh Tuyết bắt cô đi vào. Thấy Khinh Tuyết đi vào rồi, gã nhấc chân đá cửa cabin đóng vào, sau đó cười ha ha: "Người đẹp hoa hạ, cởi đồ ra trước tiết cho tôi thưởng thức một chút đã. Cô là cô gái xinh đẹp nhất phương Đông tôi từng thấy. Từ hôm nay cô là người của đồng bản nhân cơ tôi." Gã râu dưới mũi đi tới một chỗ ngồi, sau đó nói với Khinh Tuyết. Khinh Tuyết mắt lại sáng, không ngờ trong một cái buồng máy bay này cô lại nhìn thấy một chiếc dù, hơn nữa là một đường thoát hiểm. Tim Khinh Tuyết bắt đầu đập thình thịch. Cô thực sự không muốn chết thế này, có quá nhiều việc chưa hoàn thành. "Nhanh lên, đừng để tôi phải ra tay." "Để tôi ra tay, cô không được thoải mái đâu. Tôi thích đàn bà ngoan hiền." Đồng bản nhân cơ thấy Khinh Tuyết nhìn quanh nhịn không được. Khinh Tuyết bỗng tản nhìn cười, cô không ngờ cũng ngồi xuống. Đồng bản nhân cơ vốn không kiên nhẫn, giờ thấy Khinh Tuyết cười, không ngờ ngây ngốc. Cô gái này quá đẹp, đồng bản nhân cơ cảm thấy tim nhảy lên. Nghĩ tới việc cô gái này sắp thành người của gã kìm không nén nổi sự vui mừng trong lòng. Đồng bản nhân cơ không phải là chưa từng gặp phụ nữ, gã thấy rất nhiều cô gái ưu tú, cũng giữ lấy vô số cô. Nhưng người như Khinh Tuyết khiến người khác nhìn thấy vui vẻ thoải mái là lần đầu tiên gã gặp. Mà một cô gái giống tiền nữ trước mặt lập tức có thể chiếm ngay được, điều này làm gã thậm chí hoài nghi mình thấy. Chỉ có điều gã lập tức tỉnh, hiểu rõ trên máy bay này gã là đại ca. Một khi máy bay hạ, tiến vào căn cứ, cô gái ưu tú trước mắt tuyệt không tới phiên gã chạm vào. "Tôi mới biết các anh cướp máy bay này. Sao lại không cần tiền? Chiếc máy bay lớn như vậy cướp thì có lợi gì?" Khinh Tuyết hỏi. Cô ta nắm chặt một cái tấm họa cầu phù, câu hỏi để phân tán sự chú ý gã kia mà thôi. Cô không biết được bác vì đưa cô hòa cầu bùa này có giá trị tác dụng gì không. Nếu chẳng may không có tác dụng, cô chịu là một cô gái, tuyệt không phải đối thủ của đồng bản nhân cơ, cho nên cô không dám lập tức dùng bùa hòa cầu.
nhất định phải tới lúc bùa hỏa cầu không có tác dụng tìm được vật tự sát, cho dù chết cũng không bị tên xúc sinh hỏng sự trong sạch. Cô hỏi hơi nhiều, nhưng mà người đẹp, cô sắp vào căn cứ rồi, sắp là người bọn tôi. Cho cô biết không sao, vận may cô không tệ, lần này chuyến bay có giáo sư Einstein, là người chúng tôi muốn tìm. Đương nhiên là người còn lại trên máy bay đều là tặng phẩm phụ, đều là phải ra quân vì đế quốc Nhật bọn tôi. Cô giờ là một phần đế quốc cũng phải thấy vinh hạnh. Đồng bản nhân cơ có chút tự hào. Giáo sư Einstein là người ra đoạt giải Nobel khoa học 2 năm. Kinh Tuyết lần này kinh ngạc thực sự. Không ngờ giáo sư Einstein lại ở Hồng Kông. Cùng cô đi chuyến bay tới San Francisco, những ngày này muốn bắt giáo sư hóa học làm gì? Kinh Tuyết bỗng nghĩ tới bản tính hiếu chiến khát máu người Nhật, chẳng lẽ bọn họ muốn phát động thế chiến thứ ba. Cô bỗng nhớ lại một việc, bật thốt nên nói. 3 năm trước chuyến máy bay chở chuyên gia vật lý năng lượng hạt nhân Webster mất tích, 5 năm trước chuyên gia vì điện tử Anh Perrin bọn họ. Đồng bản nhân cơ cười ha ha. Sức tưởng tượng của cô rất phong phú. Không tệ, cô nghĩ không sai, còn có giáo sư Rin của Pháp, bọn họ có ích cho đế quốc chúng tôi. Khinh Tuyết lòng kinh sợ những người Nhật này âm mưu thật lớn, không ngờ nhiều lần máy bay và các chuyên gia mất tích liên quan tới họ, chứ điều không hiểu sao lại không điều tra ra bọn họ làm. Khinh Tuyết dùng mình nghĩ đến bản thân, những việc này làm gì, cố gắng bình tĩnh, nhìn thấy con dao găm nhỏ đặt cách đó không xa, khoảng cách tới dao găm lòng Khinh Tuyết vui vẻ, không nghĩ ngợi vọt tới tiện tay bắt lấy dao. Đông bản cơ nhân nhìn thấy động tác Khinh Tuyết cười lạnh, giơ tay tát cô một cái. Soạt một tiếng, Khinh Tuyết bắt được dao găm. Cái tát đồng bản nhân cơ bị quầng sáng ngăn trở. Quầng sáng trắng đó làm gã lùi mấy bước, đập vào mặt trước cửa cabin bằng thép. Đồng bản nhân cơ kinh hãi giơ tay định nhìn. Phía trên là một cái vầng đỏ như máu. Lúc nãy dường như gã đập vào một cái bảo hộ rất cứng. Nhưng gã ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mắt, lại thấy trước mặt cô ấy không có gì. Khinh Tuyết lấy được dao lòng vui vẻ. Chiếc vòng bảo hộ của cô thật có ích. Lúc này cô hoàn toàn yên lòng, cho dù là bùa hỏa cầu không có tác dụng, cô cũng có thể dùng dao găm tự sát. Khinh Tuyết trong lòng giờ tràn đầy cảm kích với Diệp Mặc. Không phải nhờ Diệp Mặc một cái tát vừa rồi làm cô bị thương, chứ nói chỉ là lấy được dao găm. Đông bản nhân cơ dường như cảm thấy không ổn, gã tự tay cầm súng tự động bên cạnh lên. Trước điều gã chưa kịp giơ súng, Khinh Tuyết ném một cái bùa hỏa cầu về phía gã. Học theo bác Vi dạy cô, kêu một chữ Lâm, ầm một tiếng đống lửa hiện ra. Đông bản nhân cơ nháy mắt bị bao bởi quả cầu lửa. Cầu lửa thiêu đốt nhanh, chỉ vài khắc đông bản nhân cơ bị thiêu thành một bó củi cháy đen. Thậm chí tiếng kêu thảm thiết không kịp phát. Khinh Tuyết ngơ ngác nhìn cảnh trước mắt, không biết phản ứng ra sao. Có khả năng đoán xem bùa hỏa cầu tác dụng hay không, nhưng mà tấm bùa trong nháy mắt biến thành một người sống thành bó củi cháy đen. Không một giọt máu, nhưng cảm giác ghê tởm vẫn truyền tới. Khinh Tuyết bắt đầu lồn mửa không ngừng. Lúc này đầu óc cô hỗn độn, vẫn không kịp phản ứng chuyện vừa xảy ra. Thật lâu sau Khinh Tuyết bình tĩnh, cũng chậm chậm phản ứng. Vừa rồi nếu tất cả là sự thật, cô phục hồi tinh thần, vội đi ra phía trước nhặt khẩu súng tự động. Trên súng vẫn còn có hơi nóng từ bùa hỏa cầu. Chương 389: Thì tù sa sút. Hóa ra bùa hỏa cầu cũng là thật, Khinh Tuyết tự thì thào nói một câu. Cô lại cầm lấy một cái tấm bùa hỏa cầu, cảm giác quái dị. Từ vòng cổ phòng thân tới bùa hỏa cầu, nếu không phải việc này quá mức chân thật, cô ngỡ mình có đang nằm mơ. Bằng bằng bên ngoài chuyển tới, Khinh Tuyết lúc này mới nhớ ra tình cảnh của mình. Cô còn ở máy bay, chiếc máy bay này dường như bị bọn bắt cóc, muốn bay về phía căn cứ nào đó. Một khi vào cái căn cứ đó, cô đừng hòng trốn thoát được. Nghĩ tới đây, Khinh Tuyết không dám do dự, nhanh chóng cầm lấy dù ra để nhảy. May mà lúc học đại học cô đã học nhảy dù, tuy rằng dù phản, dù nhảy kích cỡ không giống, nhưng đại khái cũng không khác nhiều. Khinh Tuyết đeo dù vào, tiện tay cầm một cái bao vải lớn thức ăn, một số đồ lặt vặt cất vào bao vải. Bên ngoài truyền tới tiếng súng vang, dường như có người tới. Khinh Tuyết không dám do dự thêm, đi vào cửa khoang nhảy xuống. Xã hội đen ở San Francisco một đêm bị tiêu diệt gần hết, nhưng mà người Mỹ chỉ là quan tâm việc người ngoài hành tinh đổ bộ chứ không quan tâm việc này. Hơn nữa, một máy bay từ Hồng Kông tới San Francisco trên đường đột nhiên mất tích, hành khách trên máy bay không ai có tin tức. Chuyện này khiến chính phủ Mỹ gia tăng điều tra về người ngoài hành tinh. Hơn nữa không hiểu vì sao lại liên hệ vụ máy bay mất tích với các vật thể không xác định. Diệp Bạc để Thạch Khai Căn và đồng trụ ở lại Mỹ giúp Bạch Nhạc Cơ phát triển đường băng, chính hắn lại suốt đêm về Yến Kinh. Không điều tra tung tích chị Ngàn ở Mỹ thêm cũng không có tác dụng, chi bằng phải về sớm.
hắn còn quá nhiều phải việc phải làm, chủ yếu nhất là thu thập dược liệu, còn phải đi thế giới nhỏ chỗ Thái Ất. Trở lại Yến Kinh, Diệp Mặc mới biết công ty dược Lạc Việt bắt đầu đấu thầu xong mà công ty dược Phi Dụ quả thành bá vương châu Á. Diệp Mặc hài lòng với việc này, cho dù các công ty y dược khác mang nhiều lợi ích cho Lạc Việt, Diệp Mặc không thèm để ý, có thể giúp cha vợ hắn một chút, hắn cảm thấy yên tâm. Chỉ là một nhãn hiệu hàng đầu một châu cũng không có gì. Hơn nữa, Diệp Mặc tin tưởng chắc chắn dù Khinh Tuyết có tạm thời mất trí nhớ, một ngày đó cô vẫn nhớ, nhớ lại những gì trải qua. Khinh Tuyết là người thính hắn thích, lại là vợ hắn, tuyệt không để cho cô lo lắng. Cho một công ty y dược, đám người Úc Diệu Đồng sớm trở về Lưu Xà, Diệp Mặc định đi thăm Diệp Lăng, sau đó cũng trở về Lưu Xà. Thì tu, tôi xin anh tha cho tôi, nếu có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi hạnh phúc, nếu thực sự yêu tôi, hãy để tôi đi, đừng níu kéo tôi. Một tiếng nói trong trẻo của gái chuyển tới, nhưng mà Diệp Mặc chú ý chính là cái tên Thi Tù kia. Diệp Mặc ngẩng đầu thấy Thi Tù đứng đằng xa, lại là một cô gái trẻ tuổi, tuy nhìn khá được nhưng cách ăn mặc này làm Diệp Mặc vừa nhìn đã không thích. Không ngờ lại gặp Thi Tù. Diệp Mặc sau khi đi ra khỏi Đại học Linh Hải không hề gặp anh ta. Sau đó nhiều việc, Diệp Mặc cũng không có thời gian tìm Thi Tù. Giờ thấy Thi Tù, Diệp Mặc lập tức vui, định đến chỗ mấy bước. Thi Tù: Vân Vân, em biết tâm ý của anh với em, sao em phải bỏ đi? Những người kia muốn lừa em. Vân Vân, em đừng đi, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Em tin anh đi, anh chắc chắn có thể bắt đầu lại được. Giọng Thi Tù thậm chí nghe như sắp khóc. Diệp Mặc nhíu mày sượng bước. Bắt đầu lại? Cô gái tên Vân Vân cười. Anh dựa vào đâu bắt đầu lại? Hiện giờ công việc anh không có, sắp phải vào tù anh biết không? Chẳng lẽ anh muốn làm khổ tôi? Nếu anh thực sự nghĩ cho tôi, để tôi đi. Sợi dây chuyền này lúc trước anh tặng tôi, giờ trả lại anh cầm đi. Nói xong, cô gái Vân Vân rút dây chuyền vàng trắng ném vào tay Thi Tù. Xin anh lấy, đừng tìm tôi nữa. Nhìn Vân Vân quay người, Thi Tù bỗng kêu: Vân Vân, nếu em không quay lại, em sẽ vĩnh viễn không thấy được anh đâu. Vân Vân xoay người lạnh lùng nhìn Thi Tù. Họ Thi kia, anh lấy cái chép ủy hiếp tôi ư? Anh đi đi, không gặp được anh tôi càng vui. Một chiếc xe thể thao màu đỏ lao đến, dừng ngay gần Vân Vân. Vân Vân lên xe, đồng thời trên xe lộ ra một bộ mặt mập mạp. Vân Vân lộ nụ cười, chạy tới vài bước mở cửa xe chui vào, sau đó hôn một cái lên bộ mặt mập mạp. Thi Tù ngơ ngác nhìn, mặt cắt không còn giọt máu. Diệp Mặc thở dài, hắn cảm thấy thế giới này và thế giới của mình cũng ngốc nghếch như nhau. Ở Đại Lục Lạc Nguyệt, thực lực là vua, ở đây tiền bạc là vua, không có gì khác. Diệp Mặc tới trước mặt Thi Tù, vỗ vỗ vai anh ta. Người anh em, đại trượng phu sợ gì không có vợ? Loại phụ nữ này tuy nhìn không tồi nhưng mà tôi thấy cũng không cần. Thi Tù đờ đẫn xoay đầu, nhanh chóng lộ ra bộ mặt vui mừng kinh ngạc. Diệp Mặc không ngờ là cậu, tôi đi tìm cậu mấy lần không được, không ngờ gặp cậu ở đây. Dường như sự đả kích cô gái tên Vân Vân lúc này biến mất khỏi anh ta, mắt anh ta chỉ có niềm vui bất ngờ. Diệp Mặc là người bạn tốt của anh ta, sau khi tốt nghiệp anh ta mới phát hiện rất nhiều bạn học tuy ngoài mặt khách khí nhưng lúc có việc đều là tránh xa anh ta rất xa, sợ là có chuyện gì dính tới. Diệp Mặc nhìn Thi Tù một lượt, tóc Thi Tù hơi rối, hơn nữa quần áo cũng tùy tiện, xem ra hơi nghèo túng. Thi Tù, sao cậu ra lông nỗi này? Không phải nói cậu tốt nghiệp xong có việc làm sao, thậm chí làm cho chính phủ? Diệp Mặc kỳ quái. Ánh mắt Thi Tù buồn bã, niềm vui bất ngờ thấy Diệp Mặc giảm đi. Diệp Mặc vừa thấy chỉ biết Thi Tù có nhiều chuyện, lập tức nói: Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Thi Tù gật đầu, hồi lâu mới hỏi: Diệp Mặc, sau khi tốt nghiệp cậu thế nào? Tôi vì trước khi tốt nghiệp có chuyện nên là không có liên lạc được với cậu. Sau lúc đó tôi đến trường tìm cậu, cậu rời Ninh Hải rồi. Diệp Mặc mỉm cười: Tôi gần đây sống không tệ, cũng kiếm được chút ít. Thì tôi nhìn quần áo Diệp Mặc, tuy rằng sạch sẽ nhưng cũng không phải quần áo thương hiệu tốt. Anh ta biết bản tính Diệp Mặc là người thích giữ thể diện, cho nên không nói gì. Trước điều anh ta không biết Diệp Mặc trong ấn tượng anh ta và Diệp Mặc giờ hoàn toàn khác. Diệp Mặc rất cảm kích Thi Tù, nếu không phải Thi Tù, hắn có thể là chưa tỉnh lại. Cũng chính nói Diệp Mặc thực sự biến mất, mà khi đó hắn chính là do Thi Tù làm tỉnh lại. Hơn nữa, Thi Tù đối với hắn rất tốt, vẫn là đối thật lòng. Chúng ta đi ra đây uống một chén đi. Diệp Mặc chỉ vào một cái quán cách đó không xa. À, Thi Tù ngẩng đầu thoáng qua, nhìn tên quán lắc đầu. Hội quán Ngô Đồng, cần thẻ vàng, hơn nữa bên trong rất đắt, hay là chúng ta đổi chỗ khác? Cần thẻ vàng à? Diệp Mặc chần chừ, tuy rằng hắn không quan tâm tới tiền, nhưng mà không có thẻ vàng cũng không thể học như lần trước trộm cái từ túi áo người khác. Diệp Mặc không muốn vì một chỗ trò chuyện mà làm mấy trò này. Vậy đổi chỗ khác, Diệp Mặc mới dứt lời, thấy một người phụ nữ ôm một đứa bé đứng trước mặt hắn. Ngài là ân nhân, bác sĩ Mặc. Người phụ nữ đi đến bên cạnh Diệp Mặc,
vừa cúi đầu vừa bất ngờ gọi: "Ân nhân." "Là chị à?" Diệp Bạc cũng nhận ra người trước mắt. Lúc trước ở trên tàu gặp người phụ nữ này, Diệp Bạc nhớ rõ chị ta tên Vương Yến, bị chứng bệnh không có thai được. Sau khi Diệp Mặc cho 3 tuần thuốc, giờ cô ta ôm một đứa bé rồi xin ra thuốc đã chữa đúng bệnh. Vương Yến kích động kéo tay người đàn ông bên cạnh nói: "Đại sĩ, vị này là bác sĩ Mạc, chính là ân nhân chúng ta lúc trước em nói với anh. Không ngờ hôm nay gặp ân nhân." Người đàn ông tên Đại Vĩ nghe Vương Yến nói xong, vội vàng cùng Vương Yến xoay người cảm tạ. Anh ta thực sự cảm ơn Diệp Mặc. Những năm gần đây hai vợ chồng họ tốn không ít tiền, không có con. Việc này cũng gây cho hai người tâm bệnh, cho nên hai người họ cảm tạ Diệp Mặc từ tận đáy lòng. Ân nhân, ban đầu là tôi keo kiệt, một tấm thẻ mà cũng do dự không đưa ân nhân. Giờ tấm thẻ này bất kể thế nào ngài cũng phải nhận. Vương Yến lúc trước là vì hoài nghi Diệp Mặc là kẻ lừa đảo, một tấm thẻ chi phiếu là do dự không đưa, nghĩ lại hối hận không biết bao lần. Cho nên lần này thế Diệp Mặc chị vội đưa tấm chi phiếu. Diệp Mặc khoát tay chặn: "Thôi đi, tôi vẫn có tiền không cần tấm thẻ này. Chỉ có điều hội quán này tôi không có thẻ vàng, nếu được hai người cho tôi vào cùng là được." "Được chứ, được chứ, đương nhiên là được." Đại Vĩ lấy tấm thẻ vàng của mình ra, hai tay đưa Diệp Mặc. Tuy rằng Diệp Mặc quần áo bình thường, nhưng bọn họ làm ăn buôn bán gặp nhiều việc rồi, người có bản lĩnh như Diệp Mặc sao có thể mặc quần áo bình thường giống anh ta. Cái này Diệp Mặc không nhận lấy thẻ, tuy rằng hắn cần thẻ nhưng không thể lấy của người khác. "Tôi vẫn còn một tấm." Vương Yến thấy Diệp Mặc chần chừ vội lấy thẻ của mình: "Nếu vậy tôi không khách khí." Diệp Mặc thấy vợ chồng họ mỗi người một tấm, lập tức nhận lấy thẻ vàng. Thấy Diệp Mặc và Thi Tu đi vào hội quán Ngô Đồng, Vương Yến vội kéo chồng: "Đại Vĩ, đã lỡ chúng ta chuẩn bị một tấm chi phiếu đến mời rượu bọn họ, lần này không thể để bỏ lỡ cơ hội cảm ơn được." Chương 390, kiếm chuyện. "Rất xin lỗi, không có phòng rồi." Nữ nhân viên tiếp khách tạo cho Diệp Mặc một cái cảm giác thuê được phòng rất khó. Diệp Mặc túy một chút, nhà hội quán này là đối ngoại đấy, cho nên bố cục có phần hơi giống rượu. Tuy nhiên, cách điệu so với rượu không biết cao thấp chỗ nào. Thần thức Diệp Mặc đảo qua chỉ biết nơi này chẳng những có phòng hơn nữa không ít, thậm chí rất nhiều phòng cao cấp. Tuy Diệp Mặc chỉ đến nói vài lời, nếu không có phòng cho bọn hắn chứng tỏ thẻ vàng bọn hắn vẫn còn thấp, Diệp Mặc không thèm để ý nói: "Nếu không có phòng vậy chúng tôi mang 2 ly cà phê ra ngoài được chứ?" Nhìn Diệp Mặc và Thi Tu tới góc đại sảnh, nữ nhân viên tiếp khách cuối cùng cũng nhẹ thở. Cô sợ nhất là cái loại cầm thẻ vàng cấp thấp này. Cà phê rất nhanh đưa tới, Diệp Mặc phất tay ý bảo nhân viên phục vụ lùi ra, sau đó hướng Thi Tu hỏi: "Nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tôi trước khi tốt nghiệp tìm cậu vài lần đều không tìm được. Nghe nói nhà cậu xảy ra chút việc, những chuyện kia đã lâu như vậy còn chưa giải quyết xong." Thi Tu trầm mặc thật lâu thở dài: "Diệp Mặc, nếu cậu ở Diệp gia có lẽ cậu có thể giúp tôi một ít. Bây giờ nói ra tác dụng gì, chuyện này đã qua." Diệp Mặc bưng cà phê uống một ngụm sau đó nói: "Thi Tu, nếu xem tôi là bằng hữu, nói sự tình cho tôi biết. Cậu không nói, sao biết được tôi không thể giúp?" Thi Tu nghe Diệp Mặc nói đôi mắt chút đỏ. Từ sau khi ra trường, sự tình liên tiếp phát sinh, chưa từng có một người xem y là bằng hữu. Trước mắt y lại nghe thấy 2 chữ bằng hữu. Diệp Mặc nhìn dáng vẻ của cậu biết cậu có điều kiện tốt hơn tôi, ít nhất cậu không hề bị ngạn diệm ảnh hưởng tới. Thi Tu uống một hơi cà phê hết trong chén, ánh mắt mê man đứng lên, rất nhanh liền tự nói: "Ba của tôi là chủ tịch thị trấn Trà Từ, cho nên tôi từng nói là sau khi tốt nghiệp có chỗ thể đi. Sau khi tốt nghiệp, ba tôi sắp xếp tôi thành nhân viên làm việc ở văn phòng thị trấn Trà Từ. Dù là nhân viên, nhưng thị trấn đó là cơ quan chính phủ, cho nên không tệ. Sau đó bởi vì tôi làm được đạt thành tích, hơn nữa các quan hệ của ba tôi cũng tốt, nửa năm tôi được thăng cấp bậc phó phòng." Diệp Mặc nhíu mày, hắn thấy rằng không hiểu quan trưởng Hoa Hạ, nhưng tốt nghiệp nửa năm tới chức phó phòng, tốc độ này dường như quá nhanh. Nếu có người chống lưng thì tốt, một khi không có người chống lưng, loại chuyện này là một con dao hai lưỡi. Chỉ có điều ba Thi Tu cũng là một trong những chủ tịch thị trấn mà thôi. Nếu thị trấn thuộc cấp huyện thì chức chủ tịch thị trấn giống như một cấp phòng, mà một phòng lại có năng lực đem một đứa con mới tốt nghiệp của mình đề bạt đến chức tương đương phó chủ tịch thị trấn. Hoặc là nói nếu như không có loại đầu óc này, ba của y có thể làm tới chức chủ tịch thị trấn sao? Đề bạt cậu trở thành phó phòng chính là ba cậu hay là người khác? Diệp Mặc đột nhiên hỏi. Thi Tu kinh ngạc nhìn Diệp Mặc một chút, y sau đó hiểu chuyện này. Nhưng Diệp Mặc há mồm liền hỏi chuyện này, có thể thấy Diệp Mặc tuy rằng không ở quan trường nhưng mà giác ngộ chính trị cao hơn so với y. Thi Tu nắm chặt tay nói, không phải là ba tôi, là một phó chủ tịch thị trấn bình thường không xem trọng ba tôi. Lúc ấy bởi vì tôi có công việc chỉ huy mọi người cứu giúp tài sản trong đợt hồng thủy,
tên phó chủ tịch này đề nghị để tôi trở thành phó chủ tịch thị trấn quản lý mặt thủy lợi, bị cha tôi bác bỏ tại chỗ. Tuy nhiên, vị phó chủ tịch thị trấn kia chủ động nói, nếu tôi có công mà không cất nhắc đề bạc, ảnh hưởng tính tích cực của nhân viên khác, cuối cùng là để cho tôi trở thành một cái phó văn phòng ủy ban thị trấn. Lúc ấy cha tôi cũng nghĩ, tôi lập được công lao, hơn nữa, mọi cử động không thể tránh khỏi quan hệ thân cận. Hơn nữa, ông ấy cũng nghĩ rằng tên phó chủ tịch thị trấn kia chắc là đưa ra tín hiệu muốn tạo quan hệ, bởi vì cha tôi lập tức sẽ thăng thành phó trưởng. Xe mặc thở dài lòng tự nhủ, quan trưởng quả là một bước thêm một cái phiền phức, từ xưa đến nay là giống nhau. Nhưng mà chân chúng tôi mới bước vào đề bạt phó phòng lập tức kinh động tới cấp huyện. Lập tức có người điều tra tác phong của ba tôi có vấn đề. Ở ủy ban kỷ luật huyện, một đám người giống như sói đói vọt tới nhà tôi tìm đủ loại chứng cớ rằng ba tôi nhận hối lộ, thậm chí ở trong nhà tìm được một cái lượng lớn tiền mặt và thư từ. Tối hôm đó ba tôi bị ủy ban kỷ luật mang đi. Nói tới đây đôi mắt Thi Tu đỏ bừng, nắm tay nắm chặt hơn. Lúc ấy mẹ tôi vốn bệnh liệt giường, hơn nữa vì chuyện này mà bà không có tỉnh lại. Bà cậu thực sự nhận hối lộ? Diêu Mặc hỏi. Thi Tú lắc đầu. Bà tôi tới giờ chưa bao giờ nhận hối lộ. Nếu quả là nhận hối lộ, mẹ tôi cũng không bị bệnh nhiều năm như vậy, mà không có tiền đến bệnh viện giải phẫu. Hơn nữa, cái gọi là chứng cớ đều là một cái gì đó không đáng. Càng thêm buồn cười, tờ báo dùng để bóc tiền mặt chính là báo Triều. Người chứng nhận đút nót nói mấy tháng trước, hắn đúng là dùng tờ báo này bọc tiền đưa cho ba tôi. Tôi tức giận muốn xông lên cãi lý với hắn, nhưng ba tôi đã ngăn tôi lại. Cho dù Diệp Mặc nghe xong Thi Tu nói cũng là thổn thức không ngừng, phương diện này hắn rất hắc ám. Sau khi mẹ tôi qua đời, rất nhanh là truyền tới tin tức ba tôi vì sợ tội mà tự sát. Tôi biết ba tôi không có tội, càng không có sợ tội mà tự sát, nhưng ngay cả nhìn mặt ba lần cuối cũng không có cơ hội. Tôi biết mình vô dụng, tôi có lẽ vĩnh viễn không thể báo thù cho cha mẹ. Tôi bị cắt hết tất cả chức vụ, về tới nhà vân vân trở thành nơi duy nhất tôi gửi gắm tinh thần. Nhưng mà trước mắt cô ấy cũng đi. Đôi mắt Thi Tu hoàn toàn đỏ, giống như con sói đói bị thương. Diệp Mặc trầm mặc. Hắn không phải là không muốn khuyên Thi Tu, nhưng hắn lại không biết khuyên cậu ta thế nào. Nếu có thể, hắn muốn Thi Tu không đặt chân vào chốn quan trường nữa. Nhưng hắn biết có những mối thủ nhất định phải do chính Thi Tu báo. Không thể đặt chân vào chốn quan trường, có lẽ vĩnh viễn cậu ta không báo được thù. Tuy rằng hắn muốn giúp Thi Tu báo thù rất đơn giản, nhưng hắn không muốn để Thi Tu lưu lại tiếc nuối. Thời điểm tôi quen Vân Vân, tôi là một cái nhân viên văn phòng nhỏ, nhưng Vân Vân lúc đó không chê tôi. Cô ấy đối với mẹ tôi rất tốt, vẫn luôn chăm sóc mẹ tôi. Lúc ấy tôi bởi vì mẹ sinh bệnh đã lâu không đến trường học, nhưng Vân Vân luôn giúp đỡ. Cô chăm sóc mẹ tôi, để cho tôi đến trường học. Tôi không tin cô ta trở thành vậy, tôi không tin. Cô ta không phải một người phụ nữ thích tiền. Nhưng Thi Tu rốt cuộc cầm không được nước mắt của mình, cúi đầu khóc thút thít. Thi Tu, cậu muốn báo thù không? Diệp Mặc bỗng ngắt lời. Báo thù? Thi Tu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Cậu có biết tôi lập tức sẽ đi ngồi tù không? Nói gì đến chuyện báo thù? Diệp Mặc kỳ quặc hỏi. Ngồi tù? Cậu không phải bị hủy chức vụ sao? Vì sao phải ngồi tù? Thi Tu thở dài. Bà tôi sau khi bị mang đi, tôi vay tiền muốn tìm quan hệ làm rõ chuyện bà tôi. Nhưng tôi bỏ rất nhiều tiền, cuối cùng bà tôi lại đi. Những số tiền kia đều là tiền vay nặng lãi. Tôi đã bán căn nhà dưới quê nhưng không đủ tiền trả. Tòa án cho tôi biết nếu một tuần nữa không thể trả tiền tôi sẽ bị ngồi tù. Cậu lợi bao nhiêu? Diệp Mặc lòng thầm than. Hắn nghĩ đến việc Thi Tu vay tiền rất có thể bị người ta bày mưu tính kế hãm hại. Những cái tên cho vay nặng lãi đều biết Thi Tu, cho nên cố ý đưa tiền cho cậu ấy. Trong này không có âm mưu, Diệp Mặc nói cũng không tin. Tiền vốn hơn 200.000, nhưng lợi tức là 500.000 rồi. Thi Tu ảm đạm nói. Ngay cả Diệp Mặc là tức giận vỗ bàn. Cái lợi tức gì mà cao như vậy? Ông chủ Hoàng, hội quán này của các ông hiện tại có nhiều rùi bọ như vậy, người nào vào cũng có thể đập bàn đập ghế à? Một giọng điệu rất quái dị truyền tới. Hai gã đàn ông trẻ mới vào hội quán, ở bên cạnh bọn họ còn có một người đàn ông trung niên đi theo. Đi viết sau tên đàn ông trẻ tuổi kia có hai gã vệ sĩ, vừa thấy chứng tỏ người đàn ông trẻ tuổi không phải đơn giản. Nghe xong lời tên thanh niên nói, người đàn ông trung niên vội cười. Khẩu thiếu gia mời cậu về phòng trước, đừng để ý đến loại lại bỏ đi. Ý của ông chủ Hoàng nghĩa là tôi rảnh rỗi xen vào chuyện người khác. Cái tên là thanh niên Khẩu thiếu gia sắc mặt trầm xuống, lập tức có chút không vui. Không phải, tôi lập tức bảo bọn họ đi, miễn ảnh hưởng tâm tình Khẩu thiếu gia. Ông chủ Hoàng nghe xong lời Khẩu thiếu gia, sắc mặt lập tức trở nên khẩn trương. Nói xong thấy Khẩu thiếu gia trầm mặc không nói lời nào, ông chủ Hoàng khẩn trương nhếch miệng ra ý bảo với hai gã bên cạnh bảo an. Diệp Mặc ánh mắt lạnh lùng, xem ra mình không ở Yến Kinh, người quen biết mình càng ngày càng ít, đến một tên không hiểu ra sao cũng dám đuổi hắn đi. Thì tù lôi kéo Diệp Mặc. Cái tên kia là cố ý đến, tên theo sâu Khẩu thiếu gia tôi có biết. Tên phó chủ tịch thị trấn hại ba tôi chính là người
bác của y. Y tên là Đồng Kiệt, là sinh viên đại học Yến Kinh. Y nhất định là thấy tôi mới là cố tìm cớ trêu chọc. Hơn nữa cái tên Khâu thiếu gia kia không đơn giản đâu. Diệp Mặc, hay là chúng ta đi. Diệp Mặc giật mình, hắn nói gì mà đụng chạm tới tên này, vỗ bạn một cái mắc mớ gì tới chuyện của nó, muốn đi xen vào việc người khác, hóa ra là cố ý bới móc. Hai vị đi ra ngoài, nơi này không chào đón các vị. Thì tù dứt lời, hai gã bảo an liền đi tới trước mặt Diệp Mặc. Cút! Diệp Mặc lạnh lùng chằm chằm nhìn hai gã bảo an. Trong vòng ba hơi thở, không cút đừng trách tao không khách khí. Mẹ mày, lễ mặt còn không biết xấu hổ. Một tên bảo an rút gậy điện ra bên hông, đập xuống Diệp Mặc. Ngàn vạn lần đừng đánh. Xa xa Vương Nghiến thấy Diệp Mặc bên này xảy ra chuyện, vội kêu, vội chạy tới. Chương 391: Gia tộc mới. Thình thịch, Vương Nghiến quá to nhưng rõ ràng hai gã bảo an không thèm sợ hãi. Hai tiếng trầm đục truyền tới, chứ đều làm người ta kinh hãi. Động thủ rõ ràng là hai gã bảo an, nhưng bị đánh ra ngoài là hai gã bảo an. Hai gã bảo an rút gậy điện ra động thủ, lúc này bị người ta ném đến rất xa, làm sấp dưới chân Khâu thiếu gia, rốt cuộc đứng dậy không được. Vương Nghiến và chồng cô sửng sốt, muốn chạy tới lập tức bị một người quen thuộc bên cạnh giữ chặt. Vương Nghiến, cô không cần như vậy nữa, bị đánh chính là người Khâu gia, cô yên ở đó. Vương Nghiến dường như hiểu được, do dự dừng bước, trong mắt cô ta lộ ra sự dãy dụa. Cô biết cô có chạy qua đường cũng không thay đổi được gì, nhưng không qua đó có cảm giác lương tâm mình bị cắn rứt. Có biết người bạn này nói như vậy cũng đúng. Người trước mặt, người bọn họ đắc tội không nổi, không đơn thuần là bọn họ đắc tội không nổi, toàn bộ Yến Kinh có thể đắc tội Khâu thiếu gia không có mấy người. Ông chủ Hoàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai gã bảo an bị đá đến bên cạnh mình. Từ vị trí tên uống cà phê trẻ tuổi tới đây, có phải thước xa, người bình thường tuyệt đá không được. Ông chủ Hoàng sắc mặt kinh hãi. Y không phải gamer, người bình thường làm sao có thể tùy tiện đá mấy cái tên bảo an của mình xa như vậy. Có thể thấy được người trẻ tuổi kia tuyệt không đơn giản. Nhưng y biết Khâu thiếu gia càng không đơn giản, ông chủ Hoàng càng không muốn đắc tội, lòng thầm kêu khổ. Mẹ nó, đi lên đem tên cố kia kéo lại đây. Khâu thiếu gia sắc mặt trầm xuống, hung hăng nói với hai gã vệ sĩ bên cạnh. Hắn mới từ vùng quê lên Yến Kinh, trong thời gian này y phát hiện ra tấm bảng Khâu gia này dùng cũng tốt, đã sớm dưỡng thành tính đệ nhất thiên hạ, sao có thể đem Diệp Mặc ngay cả phòng cũng gọi không được vào mắt. Hai gã vệ sĩ lòng thầm lắc đầu, nhưng ông chủ phát mệnh lệnh cũng không thể đi, không thể không lên. Thân thủ hai gã vệ sĩ so với nhân viên an ninh mạnh hơn nhiều, nhưng trước mặt Diệp Mặc như cũ bị một cước đá bay, tất cả tay chân chưa đụng đến Diệp Mặc. Mặc dù biết Khâu thiếu gia thân phận ghê gớm, nhưng ông chủ Hoàng cũng không gọi người đến hỗ trợ. Kinh nghiệm giang hồ của y cho biết, nghèo văn giàu võ, người có thể luyện ra thân thủ như Diệp Mặc tuyệt không đơn giản. Nhìn hai gã vệ sĩ bị đánh ngã, Khâu thiếu gia dường như biết đụng chúng cọng rơm cứng rồi. Y đưa tay chỉ Diệp Mặc, có gan mày đứng đó đừng nhúc nhích. Nói xong lấy điện thoại xem bộ là gọi viện binh. Diệp Mặc đứng lên đi đến trước mặt Khâu thiếu gia, đưa tay tát một cái, một cái tát đánh thẳng bên tai Khâu thiếu gia. Ngoại trừ số răng Khâu thiếu gia bị nhổ một cái lỗ mũi, lỗ tai của y chảy máu, rõ ràng lỗ tai này đã bị hỏng. Khâu thiếu gia bị Diệp Mặc một trường đánh nằm trên đất, lập tức bối rối, mắt lộ hoảng sợ. Y không tưởng tượng tại Yến Kinh thực có người dám đánh y còn ra tay lặng như vậy, chỉ có điều hiện tại y bỏ dậy không nổi. Diệp Mặc nhìn Đồng Kiệt còn đứng một bên thất kinh, giống như vậy bị Diệp Mặc cho một trưởng, Đồng Kiệt giống Khâu thiếu gia bị nhào ở cửa hội quán, chỉ cảm thấy từng đợt âm thanh rì rào trong mũi vang lên, những chuyện khác không thể nhớ. Nhìn Diệp Mặc về, Thi Tu hoảng giữ lấy Diệp Mặc, chúng ta đi nhanh lên, sao cậu lại đánh người kia? Ồ, hắn còn đặc thù hay sao? Diệp Mặc lần nữa ngồi xuống. Thi Tu ngồi xung quanh biết hiện tại đi không xong, thở dài, tên Khâu thiếu gia kia là người Khâu gia, cậu biết Khâu gia tại Yến Kinh không? Diệp Mặc lắc đầu, không biết. Hắn nghe Lý gia, Trương gia, Tống gia, Diệp gia, Kiều gia, Ngũ đại gia tộc, thậm chí Tần gia, Hàn gia, Ninh gia, Âu gia, Trác gia, chưa từng nghe Khâu gia. Thì tôi lo lắng nhìn qua Khâu gia như cũ nằm trên đất mới lên tiếng. Ngũ đại gia tộc Hoa Hạ có lẽ cậu biết, lúc trước cậu là người Diệp gia, nghe nói Diệp gia, Tống gia còn Kiều gia vì đắc tội nhân vật lợi hại cuối cùng trở nên suy thoái. Tống gia rõ ràng biến mất tại Yến Kinh mà Diệp gia và Kiều gia cũng co rút. Còn nói Kiều gia dần dần rời khỏi danh sách gia tộc Yến Kinh, thời gian gần đây chuyển rời đến buôn bán. Và mới đây nhất, thay thế chỗ hai đại gia tộc Tống gia, Kiều gia là Khâu gia và Đới gia mới nổi. Cậu làm sao biết chuyện đó? Diệp Mặc thật đúng là không biết Khâu gia và Đới gia ở Yến Kinh thay thế Tống gia và Kiều gia trở thành thành viên Tần ngũ đại gia tộc. Tuy nhiên đồn đại lại không nhất định có thể tin. Ít nhất Diệp Mặc không có cảm giác sự suy thái của Diệp gia, chứ có điều này làm việc càng kiềm tốn một chút. Diệp Tiểu Phong tuy rằng tuổi trẻ nhưng mà diễn xuất rất kiềm tốn và ra vẻ người lớn.
Thì Tu mắt lộ đầu xót cúi đầu nói: "Là Vân Vân nói cho tôi biết, tôi thiếu nợ rất lớn, không có cách nào tại ở lại Trà Tử, mỗi ngày bị người ta ép trả nợ. Sau đó Vân Vân bảo tôi tới Yên Kinh, cô vừa đi học vừa làm thêm bên ngoài. Tôi cũng tìm việc, vốn nghĩ cố gắng trả nợ sau đó Vân Vân sống cuộc đời bình dị qua ngày, nhưng dường như biết không phải là thời điểm nghĩ đến việc này." Thì Tu lại nhanh lần nữa khôi phục tinh thần, cậu ta thận trọng nói với Diệp Bạch: "Cái tên Khâu gia này có lẽ là Khâu Chí Triết, hắn học ở Đại học Yến Kinh, là người rất kiêu ngạo, hơn nữa không thông minh, cho nên Đồng Kiệt rất dễ lịnh lọt hắn, là một con chó đi theo sau. Chỉ bởi vì nguyên nhân gia thế của y nên cũng không có ai dám đối chọi với y. Nghe nói y có một anh trai tên là Khâu Chí Học, người lợi hại. Chuyện này tôi chỉ nghe Vân Vân nói." Thì Tu nói tới đây, phía ngoài cảnh sát vang đến. Vài tên cảnh sát rất nhanh vọt tới, nhanh chóng bao vây Diệp Mặc và Thi Tu. Thời gian chờ cảnh sát tới, ông chủ hoảng không gọi thêm người động vào Diệp Mặc. "Là cậu đánh người?" Một người cảnh sát trung niên tới trước mặt Diệp Mặc nghiêm khắc nói. Diệp Mặc gật đầu: "Vâng, nhưng là tôi phòng vệ chính đáng. Tôi cùng bằng hữu của tôi đang ngồi trong này, có người muốn động thủ với tôi trước, cho nên là tôi phòng vệ chính đáng thôi." Một gã cảnh sát trẻ tuổi xem xét Khâu thiếu gia còn đang được cấp cứu, lấy ra găng tay đi đến trước mặt Diệp Mặc, vừa muốn nói chuyện chỉ nghe thấy phía sau có người nói: "Các cậu tránh ra, người này tôi mang đi." Nghe thanh âm này, hai gã cảnh sát vội tránh ra, phía sau là gã đàn ông chừng 30, xem ra người mới tới là người này. "Lá gan cậu rất lớn, dám đánh người tại Yến Kinh, còn đánh Khâu Chí Triết nghiêm trọng tới vậy. Tôi chỉ có thể nói cậu rất giỏi, cậu biết anh trai Khâu Chí Triết là người nào không?" Người đàn ông này đến trước mặt Diệp Mặc thản nhiên nói. Diệp Mặc cười với Thi Tu: "Thi Tu, nơi này chó nhiều lắm, chúng ta đi." Nói xong Diệp Mặc lại nhìn người đàn ông này một chút: "Là ngựa chết hay lửa chết, chuyện này liên quan gì tới tôi? Tôi cảnh báo ông một tiếng, nếu ông không tránh ra đừng trách tôi đánh cả ông." "Cậu rất kiêu ngạo, hôm nay tôi phải dẫn cậu đi, tôi xem cậu bao nhiêu lợi hại." Người đàn ông này nói xong cũng muốn động thủ. "Hồ Bằng, anh dừng tay cho tôi." Một thanh âm chuyển tới một gã đàn ông trung niên đỉnh đầu, đều chọc vội chạy tới, giơ tay ngăn lại, đi đến trước mặt Diệp Mặc khanh khí nói: "Mặc thiếu gia không ngờ gặp cậu chỗ này." Diệp Mặc đánh giá người đàn ông này đầu hói một chút, có chút kỳ quặc: "Anh là ai? Tôi không biết anh." Người đàn ông đầu hói không vì Diệp Mặc không biết y mà cảm thấy xấu hổ, lại tiếp tục miệng cười: "Tôi tên là Ngô Trạch, từng gặp qua thiếu gia một lần trong hội đấu giá tử thiện của lão tiên sinh Quý Bắc Thần tại Yến Kinh, cho nên quen biết cậu." Thời điểm Ngô Trạch thấy Diệp Mặc, lòng thấy sóng to gió lớn. Diệp Mặc là ai? Nơi này không ai rõ bằng anh ta. Anh ta dựa vào Lý gia, lúc trước đi theo Lý Tu Dương nhà họ Lý, cùng nhau tham gia cái tiệc tối. Anh ta không có cơ hội nói chuyện với Diệp Mặc, khi Diệp Mặc trực tiếp giao huấn con cháu Tống gia Tống Nghĩ, thậm chí tát bùm bốt vàng đến khiến Tống gia ngay cả cái giám cũng không đánh. Tống gia cuối cùng là muốn báo thù Diệp Mặc, bị Diệp Mặc tới Yến Kinh nhổ tận gốc. Anh ta hiểu rõ trong lòng, đừng nhìn bộ dáng vô hại người lẫn vật của Diệp Mặc như vậy, chỉ cần hắn muốn đá Khâu ra khỏi Yến Kinh quả thực dễ dàng. Anh ta gọi Hồ Bằng dừng tay chẳng khác gì cứu Hồ Bằng. Hồ Bằng này cũng thuộc cán bộ điều dưỡng, điều động cùng anh ta trong lần này. Anh ta muốn cứu Hồ Bằng một chút, hai người muốn kết giao cùng Diệp Mặc. Diệp Mặc nghĩ tới lần đó hắn và Trường Quật cùng tham gia cái tiệc tối, sau đó không tham gia hội đấu giá mà phải cứu Diệp Năng. "Anh Ngô, anh là có ý gì?" Hồ Bằng thấy Ngô Trạch cùng hội quán Ngô Đồng ăn mừng lại không giúp mình, lại là giúp người trẻ tuổi không biết gọi là gì này, nhưng gã không có lập tức trở mặt. Gã ta làm thư ký nhiều năm, lần này bị điều động đến địa phương làm quan cũng là đại diện Khâu gia, mà Ngô Trạch chỗ dựa vững chắc vẫn là người Lý gia, cho nên mặt ngoài hai người coi như hòa hợp, thực tế là đại diện lợi ích bất đồng hai gia tộc. Nhưng Hồ Bằng kinh nghiệm nhiều năm làm thư ký hiểu, nếu Ngô Trạch phải giúp người thanh niên này, chứng tỏ hắn khẳng định không phải người thường, cho dù mình là người Khâu gia, chưa hiểu sự tình y chắc chắn không làm vậy. "Không có gì, chỉ điều Mạc thiếu gia là người tôi tôn kính, nếu thư ký Hồ muốn động thủ đừng trách tôi không khách khí." Ngô Trạch không lưu tình. Anh hiểu cách tính của Diệp Mặc, biết Diệp Mặc chán ghét người hai mặt, kỳ thực anh ta cũng có thể đổi một cách nói chuyện uyển chuyển hơn, nhưng như vậy nói không chừng ấn tượng trong lòng Diệp Mặc đối anh ta không sâu. Như là nhắc nhở xung quanh Hồ Bằng một lần, Hồ Bằng không có giác ngộ đừng trách anh ta không khách khí. "Ngô Trạch, anh nói gì vậy? Hồ Bằng, tôi cũng muốn xem thử anh không khách khí thế nào." Bởi thái độ Ngô Trạch, Hồ Bằng vốn là dịu xuống lại bị lời nói sắc bén Ngô Trạch kích động. Chuyện này không phải lề mặt mũi anh ta hay không, việc này chứng tỏ mặt mũi Khâu gia bị Ngô Trạch quét sạch. Nhưng y cũng không động vào Diệp Mặc, y làm quan trường lăn lộn nhiều năm, thấy được thái độ Ngô Trạch cung kính Diệp Mặc, trước khi không biết rõ ràng y là không động Diệp Mặc. Ngô Trạch lạnh lùng cười đang muốn nói chuyện, lúc này lại tới hai người kéo Ngô Trạch và Hồ Bằng ra. Ngô Trạch thấy Hồ Bằng một cái không để ý nữa, xoay người cẩn thận nói với Diệp Mặc: "Mặc thiếu gia, lần này tôi bị điều động tới huyện Tây Đồng, thành phố Hà Phong, đang cùng mấy vị bằng hữu hội tụ, không nghĩ gặp miệng Mạc thiếu gia, nếu cậu không ngại có thể vào phòng cùng chúng tôi ngồi một chút."
Diệp Mặc đang muốn cự tuyệt thì Tu chợt nói, huyện Tây Đồng. Chương 392, hướng đi của Thi Tu. Sao vậy? Diệp Mặc theo bản năng nhìn Thi Tu hỏi. Thi Tu nghĩ tới cảnh ngộ nhà mình, ảm đạm nói, thị trấn Trà Từ thuộc huyện Tây Đồng, lúc trước ba tôi chính là bị nhốt tại huyện Tây Đồng. Diệp Mặc bỗng nói với Ngô Trạch, nếu như vậy phải đi vào phòng riêng các anh ngồi một chút, tôi vừa lúc cũng có một số việc nhờ anh giúp. Nghe Diệp Mặc nói có việc nhờ mình, Ngô Trạch luôn miệng nói không dám nhưng lại rất cung kính dẫn Diệp Mặc và Thi Tu tới phòng lên lầu 2. Hồ Bằng nhìn Ngô Trạch dẫn Diệp Mặc rời đi, sắc mặt biến đổi mấy cái, lại không có dám tiếp tục tới ngăn cản. Vốn Ngô Trạch và y ngồi chung một phòng, hiện tại cũng không có tiếp tục tới phòng riêng cùng Ngô Trạch, y vội vàng muốn điều tra lai lịch Diệp Mặc. Ngô Trạch vốn chỉ là cán bộ cấp phòng nhỏ nhoi tại Yến Kinh, nhưng lần này cùng y tới huyện Tây Đồng, làm chủ tịch huyện nói thế nào cũng là quan phụ mẫu một phương, người như vậy rất cung kính Diệp Mặc, việc này không thể không khiến y chú ý. Thấy thư ký Hồ không tiếp tục ngăn Diệp Mặc, hai gã cảnh sát cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể thu quân về. Bọn họ biết Yến Kinh nơi này nước rất sâu, không cẩn thận là chìm xuống nổi không lên được. Khẩu Thiếu Gia bị Diệp Mặc đánh ngã xuống đất, tự chăm sóc mình còn không kịp, sao còn dám tới hỏi chuyện Diệp Mặc. Một hồi nhìn như cạnh tranh, tranh cãi rất lớn, nhưng bỗng chốc hành quân lặng lẽ. Ông chủ quan hoàng của hội quán Ngô Đồng một câu cũng không dám nói, bất kể sự tình hay không sáng tỏ, ông chủ một hội quán như ông đứng về phía nào cũng là vật hy sinh. Ngô Trạch bào một cái căn phòng không lớn, hơn nữa rất xa hoa, vài lứa nhân viên phục vụ đứng bên rót rượu bị Ngô Trạch vất tay bảo ra ngoài. Mặc Thiếu Gia, mời cậu ngồi đâu. Ngô Trạch cẩn thận nhường cái đầu cho Diệp Mặc. Thế Diệp Mặc ngồi xuống, y lại cẩn thận nhìn Thi Tu, xin hỏi việc vị này là. Diệp Mặc giới thiệu, cậu ấy tên là Thi Tu, là bạn học tôi, cũng là bạn của tôi. Thi Tu, cậu qua đây ngồi cạnh tôi. Được rồi, mọi người ngồi xuống đi. Diệp Mặc là người không chú trọng vị trí ngồi, nhưng trước mắt là vì tạo thế cho Thi Tu có cái giá phải xuất, đối với người như Ngô Trạch chỉ có thể khiến y cả thấy kính sợ đối với anh. Mặc Thiếu Gia, tôi xin giới thiệu với cậu một chút, hai vị này, một đồng nghiệp của tôi tại Yến Kinh tên là Trần Huy Sương, một người là đồng sự của tôi tại Tây Đồng tên là Chu Bình. Ngô Trạch đem hai người giới thiệu với Diệp Mặc, nhưng lại không giới thiệu Diệp Mặc với mọi người. Trần Huy Sương và Chu Bình vội chào Diệp Mặc và học Ngô Trạch gọi Diệp Mặc là Mặc Thiếu Gia. Bọn họ là người có kinh nghiệm quan trường, sao không biết Ngô Trạch là loại cáo giả không đơn giản. Sau khi mấy người mời rượu, Diệp Mặc đi thẳng vấn đề, hắn cười hỏi Ngô Trạch, anh Ngô, sao tới huyện Tây Đồng làm chủ tịch huyện? Ngô Trạch vốn được sắp xếp cho những cái kẻ lõi đời trốn quan trường, y sở dĩ có thể bắt lấy đuôi ngựa Lý Thu Dương chính là việc đoán ý và lời qua sắc mặt, có phân tích luận chức lành nghề. Trước đó Diệp Mặc rõ ràng không muốn cùng y đi tới đây, nhưng nghe tới Thi Tu nói một câu nhà cậu ở huyện Tây Đồng, Diệp Mặc liền đồng ý. Y sao không biết nguyên nhân Diệp Mặc tới khẳng định có quan hệ với người bạn. Hiện tại Diệp Mặc hỏi, Ngô Trạch vội cười, tôi dưới quyền Dương Thiếu Gia vẫn là được phân công quản lý công tác quy hoạch môi trường tại khu Sương Ly, lần này điều động tới huyện Tây Đồng cũng là chức chủ tịch huyện, phụ trách chủ trì công tác ủy ban nhân dân huyện Tây Đồng. Chu Bình vẫn là phó chủ tịch thường trực huyện Tây Đồng, anh ta là bạn học cũ của tôi, lần này biết được tôi tới huyện Tây Đồng là cố ý chúc mừng tôi. Anh ta hiện phụ trách mảng vệ sinh quy hoạch về thành thị, biết việc Diệp Mặc hỏi nhất định quan hệ tới huyện Tây Đồng. Lê Ngô Trạch trực tiếp nói toàn bộ, thậm chí cả chức vụ. Chu Bình thấy Ngô Trạch nói với Diệp Mặc giống như là cấp dưới nói chuyện cấp trên, hơn đã đem chức vụ của mình nói, cũng chức vụ của y cũng cho là danh mạch, lòng lại e dè đối với Diệp Mặc, căn bản không dám nói lung tung. Một phó chủ tịch thường trực huyện tại địa phương chính là quan phụ mẫu một phương, nhất ngôn cửu đình, nhưng tại Yến Kinh này một cái viên gạch rơi xuống cũng là lện vào một cái dãy cán bộ cấp sở cấp bộ, y nào dám hỏi gì. Thấy Diệp Mặc chậm ngầm không nói, Ngô Trạch tiếp tục bổ sung, vốn Hồ Bằng là định cùng tôi điều động xuống đây, anh ta trước đây là thư ký của chủ tịch thành phố Khâu, lần này điều động đến huyện Tây Đồng cũng đảm nhiệm chức phó chủ tịch huyện, chủ yếu là quản lý thương nghiệp. Diệp Mặc nghe xong lời Ngô Trạch chậm ngầm hồi lâu, bỗng lẩm bẩm, nếu như vậy Hồ Bằng cũng không cần xuống nữa. Hắn không thèm để ý đến chủ tịch thành phố Khâu, đối với hắn mà nói chưa bao giờ đem người này đặt trong mắt, nên đối với Hồ Bằng cũng là càng xem thường. Đúng rồi, Diệp Mặc bỗng ngẩng đầu với Thi Tu, Thi Tu, cậu tới huyện Tây Đồng làm phó chủ tịch huyện được chứ? Nói xong Diệp Mặc cảm giác chú ý này không tệ, liên tiếp nói vài chữ tốt. Cái gì? Gần như Diệp Mặc nói ra, cả Thi Tu và Chu Bình mấy người khiếp sợ, nói đùa gì vậy? Một phó chủ tịch huyện cũng không phải trò chơi tập làm người lớn, cho dù là một phó chủ tịch huyện nhỏ nhỏ cũng là trải qua đánh cờ nhiều mặt,
sau đó cân bằng mới được. Nhưng mà chuyện này lại không có quan trọng, chủ yếu là anh có tư cách hay không. Quan trưởng Hoa, ngoại trừ anh có năng lực hay không, chủ yếu nhất là phải có kinh nghiệm xử lý lý lịch, cách xếp hạng mới là điều khiến thiết yếu nhất. Cho dù Ngô Trạch cảm thấy Diệp Mặc đang làm bừa nhưng y không dám nói. Diệp Mặc có bản lĩnh, dù bản thân anh có bản lĩnh, nếu mọi người có thể sắp xếp vào ngành nghề chính phủ, như vậy sẽ loạn. Diệp Mặc không quản quan trường, hắn thấy Thi Tu vẫn là phó phòng, hiện tại phó chủ tịch huyện tuy nhiên là một cấp phó, trước sau cũng là kém hai cấp bậc. Hắn đương nhiên nghĩ không có cái gì là không được. Việc này Ngô Trạch cẩn thận nói, bình thường tình huống là không cho phép đâu. Y không biết Thi Tu trước đây đảm chức vụ gì, cũng không đem cái kia nói ra, chỉ là làm sáng tỏ. Diệp Mặc khoát tay, Thi Tu trước đây chính là một phó phòng, hiện tại tới huyện Tây Đồng, chỉ cần làm ra chút thành tích là một cái phó chủ tịch huyện hẳn không có gì. Ngô Trạch nghe nói Thi Tu trước là phó phòng, y chậm ngâm nói, kỳ thực nếu anh Thi trước là phó phòng, chỉ cần anh ta làm ra thành tích có thể thăng làm trưởng phòng, sau đó một thời gian có thể đề bạt lên. Ngô Trạch trong lòng muốn tạo quan hệ tốt với Diệp Mặc, cho nên trả lời Diệp Mặc có chút áp lực, nhưng y vẫn là tận sức lực nghĩ phải trợ giúp Diệp Mặc, nói chuyện khiến Diệp Mặc vui vẻ. Diệp Mặc tán thưởng liếc nhìn Ngô Trạch một cái, sau đó nói, để tên Hồ Bằng kia lùi ra xuống, đưa vị trí phó chủ nhiệm huyện mảng thương nghiệp cho Thi Tu làm, đợi lát nữa bảo Thi Tu mời vài thương gia tới huyện Tây Đồng là được. Ngô Trạch tuy rằng muốn kết giao với Diệp Mặc, nghe xong lời Diệp Mặc lòng không ngừng khinh bỉ Diệp Mặc. Hắn tuy lai lịch thật lớn, nhưng nói chuyện thông qua đầu óc, mời vài vị thương gia dễ như vậy sao? Chẳng lẽ anh gọi vài vị thương gia tới huyện Tây Đồng mở cửa hàng có thể là thu hút đầu tư sao? Diệp Mặc lại không thèm để ý, tiếp tục nói, ở vài thương gia nổi tiếng này cũng một chút mới được. Đúng rồi, đợi lát nữa bảo dược phẩm Lạc Nguyệt đến huyện Tây Đồng. Còn có cái gì? Diệp Mặc chưa nói dứt ném thêm vài quả bom vào hiện trường. Dược phẩm Lạc Nguyệt nhập vào huyện Tây Đồng, dược phẩm Lạc Nguyệt bất kể nhập chú chỗ kia cũng là chiến tích thật lớn. Mặc thiếu gia, việc cậu nói là thật. Ngô Trạch nhịn không được kích động đứng lên, nếu Thi Tu thực sự có thể mời dược phẩm Tây Lạc Nguyệt tới huyện Tây Đồng, cho dù là người lọc lõi y cũng muốn để Thi Tu làm phó chủ tịch huyện. Nói giỡn, dược phẩm Lạc Nguyệt thế nào ai ai cũng biết, chỉ cần ở huyện Tây Đồng thành lập một cái cửa hàng độc quyền dược phẩm Lạc Nguyệt, lập tức có thể kéo khách du lịch tới huyện Tây Đồng, đồng thời kéo đến ngành sản xuất còn lại huyện Tây Đồng. Cửa hàng độc quyền này khác với cửa hàng độc quyền khác, nếu là nhà máy gia công dược phẩm Lạc Nguyệt, huyện Tây Đồng vất lên rất nhanh. Diệp Mặc nhìn mấy người trợn mắt há mồm, vỗ bả vai Ngô Trạch nói, tôi nói đương nhiên là thật, thật còn hơn cả vàng đấy. Ngô Trạch kích động, nếu Mạc thiếu gia thực sự có thể thu hút đầu tư của dược phẩm Lạc Nguyệt đến huyện Tây Đồng, tôi lập tức cả chức chủ tịch huyện cũng không cần, cũng muốn ra sức ủng hộ anh Thi đây. Trước tiên tôi có thể đề bạt anh Thi vào vị trí trưởng phòng thu hút đầu tư, sau đó thay mặt đảm nhiệm chức phó chủ tịch huyện, chức điều tạm thời cấp phó cấp phòng, sau đó là để thăng. Diệp Mặc quát tay, cảm ơn ý tốt của chủ tịch huyện Ngô, tuy nhiên cần anh giúp Thi Tu là điều nhất định, nhưng để Thi Tu đảm nhiệm chức phó chủ tịch huyện còn không cần anh phải lo. Nói xong Diệp Mặc lấy điện thoại ra suy nghĩ nên gọi điện cho ai để giúp chuyện này, nhưng Diệp Mặc lấy điện thoại ra suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ ra người nào có thể giúp được, không khỏi thầm than số cán bộ hắn biết quá ít. Đưa số điện thoại Lý Thu Dương cho tôi gọi điện thoại cho anh ta. Suy nghĩ một hồi, Diệp Mặc vẫn cảm thấy nên gọi điện cho Lý Thu Dương, anh ta có năng lực sắp xếp cho Ngô Trạch làm một huyện chủ tịch huyện, chứng tỏ anh ta có thể giúp. Đợi sau khi gọi điện cho Lý Thu Dương xong, hắn đã gọi điện tiếp cho Hàn Tại Tân. Mặc dù biết náo Hàn Tại Tân không có bất kỳ liên hệ nào chỗ này, nhưng anh ta chắc chắn sẽ quen những người khác. Được, Ngô Trạch kích động vội đưa số của Lý Thu Dương cho hắn. Y biết sếp mình rất kính nể Diệp Mặc. Thi Tu một bên đã ngây người, cậu ta hiện tại còn chưa hiểu chuyện gì. Diệp Mặc sao có bản lĩnh lớn như vậy? Một chủ tịch huyện chỉ cần mấy cuộc điện thoại có thể thay đổi sao? Chuyện này là vượt khỏi sức tưởng tượng cậu ta. Chương 393. Tao thật không tin đấy. Lý Thu Dương không phải nhân vật cốt cán của Lý gia, bởi vì gã kiến thức không tồi, hơn nữa nhiều lần lập công, cho nên hiện tại Lý Thu Dương dần dần tiếp cận tầng lớp nhân vật, thậm chí là bồi dưỡng nhân vật. Lúc này Lý Thu Dương đang cùng một người ăn cơm, còn có thể làm cho Lý Thu Dương mời đi ăn cơm thân phận không nhỏ. Thực tế thân phận mấy người này cũng không phải nhỏ, chẳng qua nhân vật này chính hôm nay không phải là Lý Thu Dương. Một người là Lý Xuân Sinh, tuy là Lý Xuân Sinh họ Lý, nhưng là cùng Lý gia họ Yến Kinh không quan hệ. Lý Thu Dương có mặt ở đây ngày hôm nay chính là đại diện Lý gia lùi kéo Lý Xuân Sinh.
bởi vì Lý Xuân Sinh mới bị điều tới làm phó chủ tịch thành phố Hà Phong, tỉnh Hà Đông. Đây là phó chủ tịch của thành phố, dù Lý gia cũng không thể coi nhẹ, cho nên muốn lôi kéo Lý Xuân Sinh. Ngoài nguyên nhân chủ yếu là do Lý Xuân Sinh được điều động làm phó chủ tịch thành phố, gia có một nguyên nhân quan trọng là năng lực của Lý Xuân Sinh. Lý Xuân Sinh không dựa vào bất cứ thế lực nào, hoàn toàn dựa vào chính mình để có vị trí này. Có thể nói người này tương đối có năng lực, nhưng khó khăn bên trong chỉ có người bên trong mới biết. Đồng thời Lý Thu Dương cũng sắp xếp cho Ngô Trạch đến làm chủ tịch một huyện biên giới thành phố Hạ Phong, cũng là mang tính hiện ủng hộ Lý Xuân Sinh. Cho nên lần này Lý Thu Dương mở tiệc chiêu đãi Lý Xuân Sinh cùng mấy cán bộ ở Yến Kinh, mục đích chủ yếu là lôi kéo Lý Xuân Sinh, hy vọng Xuân Sinh có thể dựa vào Lý gia. Không ngờ lúc này có người gọi điện cho gã, điều này làm Lý Thu Dương cực kỳ bực mình, càng làm cho gã bực là không ngờ là số điện thoại lạ. Lý Thu Dương không biết gã không bao giờ cho số người lạ, nhưng lại có người gọi cho gã, khẳng định là người có số của mình. Cơn giận lập tức trào, gã muốn biết ai to gan như thế, dám không thông qua chính phủ đã cho số của gã cho người khác. Trong cơn giận, Lý Thu Dương định lập tức tắt điện thoại, nhưng đúng lúc Lý Thu Dương nhìn số điện thoại, gã cảm thấy kỳ lạ, hình như số điện thoại này ít hơn số điện thoại bình thường một số, sao lại vậy? Sự việc dường như không đơn giản. Thu Dương ấn điện thoại, xin hỏi anh là? Tuy rằng số điện thoại ít hơn một số, Lý Thu Dương có ai chưa từng gặp, gã cũng không bởi vì chuyện này cho rằng đối phương có gì đặc biệt. Gã hiện tại cũng là nhân vật quan trọng Lý gia, người bình thường gã không thèm để trong mắt. Lý thiếu gia, chúng ta từng gặp một lần, cho nên hôm nay có việc muốn nhờ anh, không biết anh có rảnh không qua chỗ tôi nói chuyện. Tiếng Diệp Mặt nhàn nhạt truyền tới. Cơn giận Lý Thu Dương lập tức không thể kiềm chế. Gã này là ai, lại là cảm cao như thế, bởi vì gặp mình mà lại muốn mình giúp. Cái này chưa là gì là quan trọng nữa, đã muốn mình bắt buộc phải qua đó thực quá mức cường hoàng. Bất kể đối phương là ai, cho dù là thiếu gia ngũ đại gia tộc, hơn nữa nghe tiếng nói hình như còn rất trẻ, cũng là thiếu gia trong một đại gia tộc mà thôi. Lý Thu Dương đang định nói mày nghĩ mày là ai thì tiếng Diệp Mặc lại truyền tới. Tôi là Diệp Mặc, đang ở Ngô Đông. Cái gì? Lý Thu Dương vội vàng đem câu định nói luốt xuống, lòng dâng lên hết cảm giác kinh hãi. Không ngờ là Diệp Mặc. Gã chân chỉ hỏi, anh là Diệp thiếu gia Diệp Mặc Yến Kinh? Đúng vậy, chính là tôi. Điện thoại Diệp Mặc lập tức tắt. Lý Thu Dương sửng sốt cầm điện thoại lúc lâu, không có chút gì bởi vì điện thoại tắt như thế mà cơn tức giận. Trên mặt chỉ có sự không thể tin, thậm chí có chút kinh hỉ. Không ngờ Diệp Mặc gọi điện cho gã, gã cảm thấy cảm giác cực kỳ hạnh phúc, đồng thời cảm thấy rất áp lực. Diệp Mặc nhìn điện thoại trong tay có chút bất đắc dĩ. Lại hết pin rồi, cái điện thoại này cứ qua mấy tháng phải sạc pin một lần, dùng thật là phiền phết. Mấy người ngồi trạch ngơ ngẩn, mấy tháng mới sạc pin một lần, dùng còn cảm thấy phiền. Điện thoại bọn họ dùng mỗi ngày sạc pin một lần thì nên nói là thế nào? Lúc sau Lý Thu Dương mới phản ứng lại, gã biết cơ hội tới rồi, gã hưng phấn đứng dậy, có chút áy náy nói với Lý Xuân Sinh. Chủ tịch Lý, thật xin lỗi, có một người bạn đang đợi tôi ở Ngô Đồng, tôi cần phải qua đó. Ban đầu điện thoại Lý Thu Dương kêu lên thì vẻ mặt tức giận Lý Thu Dương đã bị mấy người Xuân Sinh thấy, nhưng biểu tình trên khuôn mặt từ phẫn nộ biến thành kinh hỉ, thậm chí có kích động. Những người ở đây đều là cáo già, cho nên đoán là người vừa gọi điện cho Lý Thu Dương chắc chắn nhân vật không đơn giản. Huống chi Lý Thu Dương có thể bỏ mọi người ở đây chỉ bởi một cuộc điện thoại mà chạy qua thì nói rõ vấn đề. Thu Dương ai vậy, không ngờ phải phiền cậu qua đó. Một gã trung niên bụng vệ có phần phản đối nói. Lý Thu Dương giống như không nghe thấy ông ta nói, lập tức đứng dậy. Lý thiếu gia, không biết có thể dẫn tôi đi cùng không, tôi cũng muốn xem một chút. Lý Xuân Sinh đột nhiên đứng dậy cười. Lý Thu Dương do dự một chút rất nhanh nói, nếu chủ tịch Lý muốn đi vậy thì đi đi. Thấy Lý Xuân Sinh đi cùng, lập tức hai người khác đứng dậy đi theo, nhưng Lý Thu Dương lập tức không đồng ý. Vị đó chỉ bảo tôi qua, tôi sợ nhiều người cùng đi, vị đó không vui, để lần sau đi. Nói xong dẫn Lý Xuân Sinh rời quán đi thẳng tới Ngô Đồng. Các bộ vệ mới định lọt Lý Thu Dương liền biết nói sai rồi. Thấy Lý Thu Dương vội vã đi có chút xấu hổ, không biết Lý Thấu thiếu gia đi gặp ai lại là vội vã như thế. Bàn rượu vừa rồi còn náo nhiệt giờ trở thành lạnh lẽo, những người còn lại lần lượt cáo từ, hình như không có ai muốn nói gì với gã bụng vệ vừa rồi. Lý thiếu gia, có phải người vừa gọi điện cho cậu là Diệp Mặc Diệp thiếu gia? Lý Xuân Sinh ở Yến Kinh nhiều năm, bất luận giác ngộ chính trị hay những cái khác thì những người thường không thể so sánh. Gã chỉ cần nhìn thấy sự thay đổi của Lý Thu Dương. Ngoài ra Lý Thu Dương cũng không cẩn thận nói ra Diệp Mặc, gã liền đoán ra Diệp Mặc này có thể là Diệp Mặc trong giới cao tầng hay nói. Nếu không phải hắn, Lý Thu Dương cũng không can tảng hưng phấn tới vậy. Lý Thu Dương nghiêm túc gật đầu, không sai, chủ tịch thành phố Lý chính là anh ta Diệp thiếu gia. Thích người thành thật, anh cứ nói chuyện bình thường là được. Trong mắt Lý Xuân Sinh lộ kích động, tôi hiểu, đà tạ Lý thiếu gia cho tôi cơ hội này. Nếu không ngại, tôi lớn hơn cậu mấy tuổi, sau này gọi tôi Xuân Sinh là được. Được, vậy tôi gọi anh là Xuân Sinh đi. Anh Sinh sau này đừng gọi tôi là Thu Dương,
sau này còn khả năng tôi sẽ về địa phương phát triển, nói không chừng còn cần sự giúp đỡ của anh. Thu Dương lập tức thay đổi cách xưng hô. Gã biết nhiệm vụ kết giao với Xuân Sinh đã hoàn thành, nhưng lòng gã thì kế hoạch thu lớn nhất không phải là kết giao Xuân Sinh mà nhận lời mời từ Diệp Mặc. Chính vì lời mời này có thể làm cho Thu Dương gã cũng có thể đứng vững tại Lý gia. Lòng Xuân Sinh cũng kích động như vậy. Gã ở Yến Kinh nhiều năm, tuy rằng đối với một số việc trung tâm không biết, nhưng hắn biết năng lực Diệp Mặc thế nào, gã ít nhất biết một số chuyện của Diệp Mặc. Nếu thực sự phải tham gia vào phe phái, gã thà ở sau lưng Diệp Mặc cũng không muốn tham gia vào các đại gia tộc. Nhưng gã biết rằng gã không có cơ hội. Đừng nói không có cơ hội, rất nhiều người cũng nghĩ như gã, nhưng đều không có cơ hội nào cả. Lần này biết tin tức Diệp Mặc, bất luận thế nào Xuân Sinh cũng không bỏ qua, cho dù phải dựa vào Lý gia cũng không bỏ qua cơ hội. Nghe thấy Diệp Mặc gọi điện cho Lý Tu Dương hẹn gặp ở hội quán Ngô Đồng, Trần Sương Huy và Chu Bình ngây người. Lý Tu Dương là ai? Bọn họ tuy chưa có cơ hội gặp, nhưng cũng rõ là tầm vóc Lý Tòa gia, thân phận người này so với ngây mở bọn họ không biết cao hơn bao nhiêu. Chỉ có sắc mặt Ngô Trạch là không đổi. Gã tuy không biết năng lực Diệp Mặc đến đâu, nhưng gã từng thấy qua. Nếu không, gã cũng không chủ động đưa số điện thoại cho Lý Tu của Lý Tu Dương cho Diệp Mặc, trừ khi là gã không muốn làm việc nữa. Diệp Mặc cắm máy sạc pin, hắn định nếu như mà Lý Tu Dương không làm được việc này, cũng sẽ tìm Lão Hàn giúp. Hắn không tin, hắn nhờ Lão Hàn giúp một cái chức phó chủ tịch huyện cũng không được. Diệp Mặc, cậu, rốt cuộc cậu làm cái gì? Thì Tu ấp úng nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc định trả lời, đột nhiên sắc mặt trầm xuống nhìn phía cửa phòng. Ầm một tiếng, cửa phòng bị đá tung. Một tên thanh niên mắt tam giác dẫn theo bốn gã mặc đồ đen đứng trước cửa phòng. Mà gã mắt tam giác nhìn thấy Diệp Mặc ngồi ở ghế chủ tọa, lạnh lẽo nhìn Diệp Mặc nói: "Vừa nãy mày đánh bị thương Khâu Triết, Khâu gia bọn tao. Anh là ai? Ai cho anh được phép đạp phòng cửa người khác?" Ngô Trạch đột nhiên đứng dậy, chỉ vào mặt gã thanh niên quát lớn. Gã đoán ra tên này là người của Khâu gia. Gã thanh niên lướt qua Ngô Trạch, trường phóng: "Ngô, đừng có tưởng rằng Lý Tu Dương sẽ vì một con chó như mày mà trở mặt với tôi. Mày tự đề cao rồi. Tin hay không tao dẫm chết mày giống như một con kiến." Ngô Trạch nhất thời nghẹn lời. Gã biết gã thanh niên nói không sai. Lý Thù Dương thực không vì gã mà trở mặt Khâu gia. Nếu Khâu gia nhường một số chỗ tốt, nói không chừng Lý gia có thể đem mình làm quà. Diệp Mặc thản như nói: "Tao thật không tin ấy." Chương 394: Vây bắt Diệp Mặc. "Không tin thì đơn giản, tao đánh cho mày tin thì thôi." Các thanh niên mắt tam giác nói xong vung tay lên. Bốn gã đằng sau xông lên. Trên người bốn gã có một luồng sát khí, Diệp Mặc nhìn đã biết bốn người này là lịch không bình thường. Hắn cảm thấy khí tức bốn người này và Quách Khởi sống nhau. Nghĩ tới Quách Khởi, nhớ tới Trì Uyển Thanh, không biết bây giờ bọn họ thế nào. Bốn người này rất hung hãn, vừa xông lên ra tay tàn nhẫn, có lẽ liên quan tới thói quen. Đối với loại người ra tay dồn người khác vào chỗ chết, Diệp Mặc không lưu tình. Bất luận anh lai lịch thế nào, muốn giết hắn, Diệp Mặc từ trước tới nay không khách khí. Bốn người xông tới trước mặt Diệp Mặc, đến bóng Diệp Mặc cũng không thấy, liền bị Diệp Mặc đánh cho gãy chân, tiếng xương gãy vụn có chút lạnh người. Chỉ trong tích tắc, bốn gã vệ sĩ bị Diệp Mặc đá cho lát đầu gối nằm trên đất. Tuy nhiên bốn gã này vẫn mạnh mẽ nhịn đau, tuy đau đến mức mồ hôi lạnh ứa ra không ai kêu lên. Nhìn bốn gã đồng bọn nằm trên đất, gã mắt tam giác nhất thời ngây ra. Khi chỉ nghĩ năm người bọn gã cực kỳ đơn giản đánh cho Diệp Mặc thành tàn phế, gã nào biết Diệp Mặc lợi hại tới vậy, hơn nữa ra tay tàn nhẫn hơn so với bọn chúng. Lai lịch bốn gã đồng bọn không nhỏ, nhưng chớp mắt bị Diệp Mặc đá lắt đầu gối. Đúng lúc này, tại một tòa nhà tư nhân cấp cao ở Yến Kinh, một gã thanh niên hơn 30 tuổi vẻ mặt ngưng trọng không ngừng gõ lên bàn trà. Gã thanh niên này kiệt xuất, tên là xuất sắc nhất Khâu gia Khâu Chí Học, 31 tuổi, phó giám đốc sở, có thể nói là tiền đồ vô hạn, tương lai sáng chói. Khâu Chí Học mới biết em trai mình Khâu Chí Chết bị người ta đánh cho thành tàn phế ở hội quán, giờ gã nằm trong bệnh viện. Bác sĩ nói một bên tai của gã bị điếc vĩnh viễn. Điều này gã phẫn nộ tới cực điểm. Ở Yên Kinh, cho dù là gia tộc còn lại cũng không có ai dám đánh em trai gã như thế. Khâu Chí Học là loại người tức giận càng bình tĩnh, gã không ra tay thì thôi, một khi ra tay phải đánh chết đối thủ của mình, tuyệt không để đối phương có cơ hội sống. Cho nên sau khi biết tin này, Khâu Chí Học cũng không lập tức dẫn người tìm Diệp Mặc hoặc là làm gì khác, mà sai Hồ Bằng đi thăm dò xem Diệp Thiếu Gia là người thế nào. Vì sao gã chưa bao giờ nghe qua Lý Gia xuất hiện một người như thế? Nhưng cho dù Diệp Mặc có là người của Lý Gia, nếu đã thương em trai gã nhất định phải trả giá. Khâu gia của gã không phải may mắn mới có thể đứng vững ở Yến Kinh, dù là Lý Gia thì sao? Chuông điện thoại vừa vang, Khâu Chí Học cầm điện thoại. Tuy gã hận tới mức thấu tim, nhưng Khâu Chí Học cẩn thận điều tra rõ mới động thủ.
gọi điện thoại tới không phải Hồ Bằng, mà là một gã đi theo Khâu Đồng Thần. Các gọi điện đến không phải thông báo lai lịch Diệp Mặc, mà báo Khâu Đồng Thần xảy ra chuyện. Sau khi biết Khâu Đồng Thần dẫn người đến hội quán Ngô Đồng, bị người ta đánh thành tàn phế, Khâu Chí Học suýt chút nữa đập lát điện thoại trong tay. Tới lúc nào Khâu Gia bị người ta bắt lạt như thế, nói Khâu Chí Chiết là đứa chơi bời trác táng, Khâu Đồng là tinh anh Khâu Gia. Khâu Đồng Thần cũng là khoảng 30 tuổi, nhưng gã tuy còn trẻ nhưng đã là cấp đại tá. Lần này về Yến Kinh là có việc, nhất định là Khâu Đồng Thần. Sau khi biết việc Khâu Chí Chiết bị sỉ nhục, dẫn người đi tìm, kết quả cũng bị đánh cho tàn phế. Dầm, Khâu Chí Học một quyền đấm trên mặt bàn rắn chắc như vậy cũng bị một quyền đấm nát rơi xuống đất. Khâu Chí Học rốt cuộc chờ không nổi, y cầm điện thoại lập tức bấm một dãy số. Đội trưởng Chu, tôi cần anh lập tức dẫn người tới hội quán Ngô Đồng. Đúng vậy, tôi lập tức sẽ qua. Tôi sẽ liên lạc với Yến Kinh. Tắt máy, Khâu Chí Học lại bấm một số điện thoại. Chú Hai, Chí Chiết và Đồng Thần bị đánh tàn phế ở hội quán Ngô Đồng. Cháu đã điều động người của phi báo còn có đội phi hổ. Vâng, cháu lập tức qua. Lai lịch chưa điều tra ra, nhưng hình như liên quan tới Lý gia. Hội quán Ngô Đồng bên ngoài phòng VIP Ngô Trạch, các mắt tam giác bị Diệp Mặc đá gãy hai chân, thậm chí còn thưởng thêm mấy cái tát. May giỏi, Khâu Đồng Thần, tao không giết sạch nhà mày thì bố mày không bằng con chó. Gã mắt tàm giác tuy rằng gãy chân nhưng bị Diệp Mặc tát cho mấy phát, nói chuyện cũng không còn lưu loát, vẫn hùng tợn như cũ, hùng hăng nhìn Diệp Mặc chửi. Diệp Mặc ánh mắt lạnh lẽo, ghét nhất là người đang uy hiếp hắn. Khinh Tuyết mấy lần bị thương đều là bởi vì hắn không có tiêu diệt Tống Gia Mạn lên. Diệp Mặc bước đến một bước, một cước đá trên ngực Khâu Đồng Thần, đá cho gã bay xa mấy chục mét mới bên cạnh rơi ở cầu thang. Đối với mọi người mà nói, một cước này của Diệp Mặc chỉ là đá Khâu Đồng Thần, nhưng Diệp Mặc đã biết một cước này đá đứt tâm mạch Khâu Đồng Thần. Dù Khâu Đồng Thần có lằn bản lãnh cũng không thể sống qua 3 tháng. Dừng tay, Khâu Chí Học mới tới nơi, thấy Diệp Mặc đá Khâu Đồng Thần không biết sống chết, cơn giận ban đầu cố kiềm chế rốt cuộc kìm không nổi, nhưng gã cố nhịn cũng không bước lên trước. Một chiếc xe tải chạy tới, gã chỉ đợi những người trên xe tải xuống lập tức dẫn Diệp Mặc đi. Dù Diệp Mặc có quan hệ thế nào đối với Lý gia cũng không bỏ qua cho hắn. Khâu Chí Học không phải đồ ngốc, gã biết bản lãnh Khâu Đồng Thần, cho dù mấy cái gã khỏe mạnh cũng không thể tới gần gã được. Hơn nữa gã còn dẫn theo 4 gã đồng đội, thực lực như vậy trước mặt Diệp Mặc vẫn bị đá bay, một mình gã mà lên chỉ là bị ăn đòn. Chiếc xe dừng lại, một đội cầm theo súng trường nhảy xuống rất nhanh bao quầy hội quán. Một gã sĩ quan đến trước mặt Khâu Chí Học chào, sau đó định đứng đợi lệnh. Khâu Chí Học cũng không lập tức hạ lệnh bắt Diệp Mặc, gã đợi người đội phi báo tới. Đúng lúc này một chiếc Volkswagen dừng ở trước cửa quán hội Ngô Đồng. Cửa xe mở ra, bên trong có 2 người đàn ông vội vã bước. Tôi đang đoán là ai dám lớn lối như vậy, đánh cho mấy người Khâu gia của tôi trở thành tàn phế. Hóa ra người của Thu Dương đại thiếu gia. Lý gia anh giỏi thật, thật giỏi quá. Khâu Chí Học nhìn thấy Lý Thu Dương và Lý Xuân Sinh từ xe bước ra, lập tức giơ ngón tay cái, lạnh lẽo nói. Lý Thu Dương có chút nghe không hiểu, cả đến gặp Diệp Mặc còn chưa nói chuyện, không biết vì sao có nhiều người bao vây ở đây, thì lại thấy Khâu Chí Học có mặt ở đây. Còn nghe nói giọng của gã hình như có người đánh bị thương người Khâu gia. Người là do tao đánh, không liên quan tới Lý thiếu gia. Mày muốn tìm cứ đến đây tìm tao là được, tao đợi. Thanh âm nhàn nhạt của Diệp Mặc truyền tới. Khâu Chí Học sững sờ, lúc Lý Thu Dương tới gã khẳng định là do người Lý gia đánh. Nhưng mà sao gã thanh niên vừa đánh nói thật không liên quan tới Lý thiếu gia? Lý Thu Dương ngây người, lập tức phản ứng. Gã có chút kinh thường nhìn Khâu Chí Học. Nếu là người Lý gia đánh, gã gây khó dễ cũng là không sai, nhưng gây khó dễ trước mặt Diệp Mặc thì gã nhìn nhầm người rồi. Lúc này Diệp Mặc giết chết con cháu gia chủ Tống gia, không có thấy Tống gia làm được gì hắn. Nói chỉ là Khâu gia hiện nay không bằng Tống gia. Lòng gã đang thay Khâu Chí Học cảm thấy bi thương. Khâu Chí Học cũng không phải nhân vật đơn giản, tuy gã tức tới đầu óc u mê nhưng vẫn chủ động bước lên trước khiêu chiến Diệp Mặc. Gã có thói quen đánh một đòn chết đối thủ, hơn nữa gã thà rằng trong một căn phòng tối hành hạ Diệp Mặc đến chết cũng không muốn hiện lộ thần thủ trước mặt nhiều người. Vừa rồi gã nhìn thấy rõ ánh mắt khinh thường của Lý Thu Dương, hơn nữa lời của Diệp Mặc gã cũng nghe, hình như có chuyện gì làm gã cảm thấy chưa rõ, làm gã có thích bực bội. Lý Thu Dương tới trước mặt Diệp Mặc cùng kính chào, sau đó giơ hai tay cười nói, anh Diệp, có thể nhớ tới tìm Lý Thu Dương giúp đỡ là vinh hạnh của Lý Thu Dương. Diệp Mặc giơ tay bắt lấy tay Lý Thu Dương nói rồi nói, đi thôi, vào trong phòng nói chuyện. Nói xong Diệp Mặc sờ chân lên, đã bày 4 cái gã chắn cửa phòng. Khâu Chí Học ngây người ra, gã không ngờ Lý Thu Dương khách khí với Diệp Mặc như thế, có thể khẳng định người này không phải người Lý gia. Lý gia và người thanh niên trẻ tuổi Diệp Mặc này, cho dù con cháu lòng cốt nhất cũng không có khiến Lý Thu Dương khách sáo như vậy. Một chiếc Land Rover lao tới, 7-8 gã đội phi báo nhanh chóng xuống xe, đi nhanh tới trước mặt Khâu Chí Học.
Anh Khâu, tôi đã dẫn người tới. Gã đến trước mặt Khâu Chí Học nói chưa xong, thấy Diệp Mặc đang đứng nói chuyện với Lý Thu Dương, mặt gã lập tức lộ kinh ngạc. Đúng lúc gã xác nhận người thanh niên trước mặt là huấn luyện viên Diệp Mặc, gã vội vàng chạy tới trước mặt Diệp Mặc chào một cái nói: Chu Nguyên Sinh, đội trưởng đội đặc chủng Bình, đội phi báo, kính chào huấn luyện viên. Diệp Mặc nhíu mày nhìn Chu Nguyên Sinh, lạnh nhạt nói: Bộ đội đặc chủng các anh thật không có giá trị gì, một cuộc điện thoại rắc rưởi cũng có thể đi tới. Báo cáo huấn luyện viên là tôi không nằm tròn bổn phận, bởi vì tôi quen Khâu Chí Học tự mình dẫn 8 đội viên tới. Chu Nguyên Sinh xin chấp nhận chịu phạt. Mặt Chu Nguyên Sinh đỏ bừng, có một phần nguyên nhân là gã quen Khâu Chí Học, nhưng quan trọng nhất là thân phận Khâu Chí Học. Gã là kẻ kế thừa số 1 của Khâu gia, là người nổi tiếng ở Yến Kinh, cho nên gã phải lệ mặt mũi Khâu Chí Học. Diệp Mặc cười lạnh: Tôi có rảnh để xử phạt anh, anh tới thì đâu thì về cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Vâng. Chu Nguyên Sinh cũng không nhìn Khâu Chí Học, sau đó cúi chào Diệp Mặc, lập tức dẫn mấy đội viên rời đi, chỉ là trong nháy mắt mất tầm tích, giống như mục đích của gã khi đến đây chỉ là chào hỏi Diệp Mặc 2 lần mà thôi.